Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất về mọi mặt đời sống. Liên quan tới vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ngày 11 tháng 7, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết hai người tử vong gồm anh TA sinh năm 1990 quê Thanh Hóa ngồi trên xe bán tải và anh QVL sinh năm 1989 ở Hòa Bình lái xe 16 chỗ. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 58 phút cùng ngày tại km 49-400 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên làn đường hướng Hà Nội đi Hải Phòng thuộc địa phận huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Thời điểm trên, xe bán tải do Đặng Quốc Hoàng sinh năm 1983 quê Hà Tĩnh điều khiển, trên xe chở hai người ở Nghệ An đi chậm để tránh chướng ngại vật thì bất ngờ xe 16 chỗ chở tài xế và 10 hành khách đi cùng chiều đâm vào phía sau. Sau va chạm, lái xe khách đứng trước đầu xe khách tại hiện trường để tranh luận với hai người trên xe bán tải. Lúc đó, xe ô tô con do tài xế Trần Ngọc Thế quê Thái Bình từ phía sau đâm vào xe 16 chỗ. Hậu quả, tài xế khách QL và xe bán tải TA tử vong tại chỗ. Tài xế Trần Ngọc Thế mắc kẹt trong cabin cùng 5 người khác bị thương. Qua kiểm tra, cảnh sát giao thông xác định tài xế xe bán tải không vi phạm về nồng độ cồn và ma túy. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Cục Cảnh sát giao thông đang phối hợp với công an và viện kiểm sát huyện Gia Lộc, Hải Dương cùng ban quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 6 có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 1 năm 2025, đưa ra các hành vi bị nghiêm cấm thực hiện, trong đó có quy định về nồng độ cồn. Điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, chất ma túy hoặc các chất kích thích, xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối người thi hành công vụ về giao thông đường bộ, đua xe, tổ chức đua xe, xúi dục, giúp sức, cổ vũ đua xe trái phép, dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi lái xe, giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia giao thông, đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không đảm bảo quy định về an toàn kỹ thuật, nhập khẩu sản xuất lắp ráp xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không đảm bảo quy định về chất lượng an toàn, cải tạo xe ô tô loại khác thành xe chở người trừ cải tạo thành ô tô chở người phục vụ mục đích quốc phòng an ninh, cải tạo trái phép, cố ý can thiệp làm sai lệch chỉ số trên đồng hồ của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, cố ý can thiệp thay đổi phần mềm điều khiển của xe, chở hàng hóa vượt quá khối lượng toàn bộ, tải trọng trục, kích thước cho phép của xe hoặc vượt quá tải trọng, kích thước giới hạn, cho phép của đường bộ khi chưa được cơ quan quản lý cấp phép hoặc không đảm bảo yêu cầu theo quy định của luật này, vận chuyển hàng hóa cấm lưu thông, vận chuyển trái phép hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, động vật hoang dã, đe dọa xúc phạm tranh giành lôi kéo hành khách chở quá tải, quá số người theo quy định của pháp luật, lắp đặt sử dụng thiết bị âm thanh ánh sáng trên xe cơ giới, xe máy chuyên dùng gây mất trật tự an toàn giao thông, sản xuất sử dụng mua bán trái phép biển số xe làm thay đổi chữ số, màu sắc, hình dạng, kích thước của biển số xe, làm gián đoạn hoạt động hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình camera lắp trên xe theo quy định của luật này, hủy hoại làm hư hỏng, làm mất tác dụng thiết bị điều khiển, giám sát giao thông đường bộ, đặt để chướng ngại vật, vật cản khác trái phép trên đường bộ gây mất an toàn giao thông, cản trở người phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ, lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng chức vụ quyền hạn nghề nghiệp của bản thân hoặc người khác để vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, sử dụng quyền của xe ưu tiên khi không thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, không khai báo, khai báo gian dối hoặc cung cấp thông tin tài liệu không đúng sự thật để trốn tránh trách nhiệm khi bị phát hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông đường bộ để trốn tránh trách nhiệm, điều khiển vật thể bay, tàu bay không người lái, phương tiện bay gây cản trở hoặc nguy cơ mất an toàn giao thông. Luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 quy định 6 trường hợp nhà nước thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, tức sổ đỏ, đã cấp cho người dân. Theo khoản 2 điều 152 luật đất đai 2024, nhà nước thu hồi sổ đỏ đã cấp trong các trường hợp cụ thể. Trường hợp 1, nhà nước sẽ thu hồi sổ đỏ nếu toàn bộ diện tích đất ghi trong đó bị thu hồi. Trường hợp 2, khi người dân thực hiện cấp đổi sổ đỏ. Trường hợp 3, người sử dụng đất sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới sổ đỏ thì sổ cũ sẽ bị thu hồi.
Trường hợp 4, sổ đỏ đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp sổ đỏ. Trường hợp 5, sổ đỏ đã cấp bị tòa án có thẩm quyền tuyên hủy. Trường hợp 6, đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của tòa án, cơ quan thi hành án mà người phải thi hành án không nộp, sổ đỏ đã cấp. So với luật đất đai 2013, luật mới bổ sung 2 trường hợp 5 và 6. Luật đất đai 2024 quy định với sổ đỏ cấp sai quy định trường hợp tranh chấp đã có bản án, quyết định của tòa có hiệu lực thi hành, trong đó có nội dung thu hồi sổ đỏ đã cấp thì thực hiện theo bản án. Trường hợp cơ quan thanh tra kết luận sổ đỏ đã cấp không đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền xem xét. Nếu kết luận thanh tra đúng thì thu hồi, nếu xác định sổ đỏ cấp đúng thì thông báo lại cho cơ quan thanh tra. Khi cơ quan nhà nước phát hiện sổ đỏ đã cấp không đúng quy định thì thông báo cho người sử dụng đất biết lý do và thu hồi. Nếu người sử dụng đất phát hiện sổ đỏ cấp không đúng thì kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét thu hồi. Sổ đỏ cấp sai quy định sẽ không bị thu hồi nếu người được cấp đã chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo pháp luật đất đai. Việc xử lý thiệt hại do cấp sai sổ đỏ sẽ thực hiện theo bản án quyết định của tòa án. Ngoài ra, việc thu hồi sổ đỏ chỉ thực hiện khi có bản án quyết định của tòa án đã được thi hành hoặc văn bản kiến nghị của cơ quan thi hành án, trong đó có yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đã cấp. Nếu nhà nước thu hồi sổ đỏ nhưng chủ đất không giao nộp thì cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định hủy sổ đỏ đã cấp. Luật mới cũng quy định cơ quan cấp sổ đỏ có trách nhiệm đính chính nếu có sai sót về thông tin của người được cấp so với thông tin tại thời điểm đính chính. Sổ đỏ sai sót thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai đã được kiểm tra xác nhận hoặc thể hiện trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ được đính chính. Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, 6 tháng đầu năm, cơ quan này rà soát kiểm tra gần 43.000 doanh nghiệp cá nhân về khai nộp thuế. Nhóm này đã nộp gần 9.980 tỷ đồng, tăng khoảng 3.480 tỷ đồng so với cùng kỳ. Cơ quan thuế cũng xử lý 4.560 trường hợp vi phạm, truy thu và phạt gần 300 tỷ đồng. Cả nước có 3,1 triệu hộ cá nhân kinh doanh, trong đó tỷ lệ không nhỏ người bán online chưa đăng ký kê khai và nộp thuế. Để siết quản lý, một trong những giải pháp được ngành thuế thực hiện là kết nối chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành. Hiện cơ quan này ghi nhận trên 663.000 lượt kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an. Họ cũng chia sẻ thông tin với Bộ Công Thương về 929 sàn thương mại điện tử, đối chiếu dữ liệu của 53.000 người kinh doanh từ 383 sàn. Trong đó có nhiều sàn chiếm thị phần lớn như Shopee, Lazada, Sendor, Vỏ Sò, Tiki, v.v. Bỏ quy định giấy xác nhận độc thân khi kết hôn, đề xuất trên của Bộ Tư pháp có trong tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Thay vào đó, cơ quan làm thủ tục đăng ký kết hôn sẽ tra cứu thông tin về tình trạng hôn nhân của các bên, yêu cầu đăng ký kết hôn từ cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Dù đề xuất bãi bỏ nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi đăng ký kết hôn, nhưng bộ này vẫn đề nghị giữ quy định về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Theo giải thích của Bộ là qua tổng hợp ý kiến của một số cơ quan trung ương và địa phương, đa số các ý kiến thống nhất không nên bỏ thủ tục này tại thời điểm hiện tại. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024-2025 và các năm học tiếp theo. Theo đó, mức học phí được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đều giảm ở tất cả các bậc học, áp dụng theo hai khu vực, trong đó nhóm 1 gồm thành phố Thủ Đức và các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú và Bình Tân. Nhóm 2 gồm các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ. Mức thu học phí mới được đề xuất cho năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 và giảm so với năm học 2023-2024. Riêng đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, học phí được áp dụng tương đương với học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cung cấp học trên địa bàn.